mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ mãi như đồng lúa chiều dì sao, tiếng su bên thềm chẳng ta soi bóng lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ, lời ru mong mong em như sóng diều dẫn dơ, nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ lặng lội xéo nêu nuôi con tới ngày lớn khôn, dù cho mưa gió không quan thân gầy mẹ hiền, một sương hai nắng cho ba mái đầu buồn phiền, ngày đêm sống vui vui cùng con quý tôi yêu. Mẹ tôi đã khổ trăm chiều nuôi tôi. Mẹ tôi sống ở trên đời, ước mơ cao nhất của người là được con thảo cháu ngoan.
Những ai sinh ra ở trên đời này, từ các bậc hiện tại đến các vị thánh nhân cũng vậy, đều bước ra từ trong lòng mẹ. Mọi sự thành đạt đều là mẹ vui, khi thất bại là mẹ buồn đau. Trong câu ngạn ngữ ta thường nói cha trời mẹ đất, tôi cho rằng đúng vậy. Mẹ là đất, từ đất sinh ra mọi thứ, trăm sự trên đời cũng từ lòng đất đi lên. Mẹ đã chịu đựng mọi phong ba bão táp, nắng hạ mưa đông, giặc giã tứ thời đều chồng đến đôi vai gầy của mẹ. Thật không có vật quý nào dám sánh tày lòng mẹ. Mẹ là tất cả của đời con. Mỗi người sinh ra trên đời đều chịu một hoàn cảnh khác nhau, nhưng ở đây xin nói đến mẹ tôi. Mẹ tôi chẳng phải là liệt nữ dị nhân hay nữ hoàng quận chúa gì, mà chỉ là bà cụ nhà quê đầu trần chân đất, người mẹ quê mùa đã trải bao nỗi bất hạnh của cuộc đời, thiếu ăn thiếu mặc thiếu tình thương. Cái cảnh nghèo xưa thiếu đủ đường, dãy nắng dầm trương phong phanh nhau vải, trường đất mái tranh, nơi quê nghèo tân giá chỉ sống bằng đôi tay nhỏ bé. Đôi tay ấy làm ra gạo mà tứ mùa phải ăn khoai, con cua cái ốc, rau đắng củi rào, đêm đêm thao thức ấp ủ cả một đàn con. Chúng tôi sinh ra đời quần tắm kế, mang sành cơm gói moa cao, áo quần mặc kế tiếp nhau, chẳng đứa nào dám mơ đến manh áo mới. Cả cuộc đời mẹ tôi chưa một lần được đi xem hội, chỉ bồng con nghe vọng tiếng hát dẻo văng vẳng lạc bên rộn rã hò reo. Mẹ chỉ ôm con rồi thở dài thõng thở, có ai thấu cho cảnh vách thưa nhà giọt, có ai hiểu cho cảnh cơm nguội nhà ngoài từ thuở xa xưa. Mưa cứ xối xả vách thưa nhà giọt, mẹ nghiêng tấm lưng trần ấp ủ một đàn con. Nhiều khi mẹ thức thâu đêm, cánh cửa khép hờ, đợi chân con về muộn. Trang sách đầu đời chúng tôi chỉ là một tờ giấy loại, mẹ dạy tập đánh vần hai tiếng o a. Mỗi khi thấy mẹ vắng nhà, cả bọn chúng tôi ngóng chờ đỏ mắt. Quà mẹ tôi mua chỉ là tấm bánh đa vừng nhỏ nhất, cạnh đông con bẻ nhỏ dễ tia. Chúng tôi đứng đợi mẹ về mà luôn nao trong tuần. Thấy con người đùa vui náo nức, mẹ nghẹn ngào rồi dắt con đi. Cả đời mẹ tôi chẳng thích đi xa, cả đời mẹ tôi chẳng biết trốn nhà ga bến tàu, cả đời quen với đồng sâu, cả đời chỉ sắc áo nâu mặt mà, cả đời nón thách áo mưa, cả đời tắm nắng hội mưa cả đời. Thế là mẹ tôi đã ra đi. Mẹ tôi ra đi đột ngột quá chừng, để từ nay các con ở xa về không được nghe mẹ nói. Đứa em gái rưng rưng kể lại giây phút cuối cùng mẹ gọi các con. Giờ này con biết nói gì hơn, mẹ làm đó mà âm dương cách biệt. Để lòng con đau thắt ruột, chiếc quan tài vẫn chưa đóng chặt mấy gian nhà. Lệch quá mẹ ơi, làng xóm bà con ai cũng ngậm ngùi, cháu chắt đầy đàn mà tao còn thiếu. Chỉ có mẹ, chắc là mẹ hiểu, mẹ thương chúng con chưa khá được đâu. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ông anh của em vào đây. Yeah.
Đã đi xa đột ngột quá chừng, để từ nay các con ở xa về không được nghe mẹ nói. Đứa em gái rưng rưng kể lại cái giây phút cuối cùng mẹ cứ gọi tên con: mẹ ơi, mẹ thương nhiều cho những đứa về sau sau thấy được mẹ đã nằm trong lòng đất, và lúc bây giờ chỉ vật đầu kêu khóc lôi tay về mà có chịu về đâu. Nơi mẹ nằm chính là đồng trũng ruộng sâu. Cả cuộc đời mẹ đã còng lưng cây hai, cả cuộc đời mẹ đã tạo tần bươn trải để ngàn cánh bò không sánh nổi đêm thâu. Mẹ ơi, giờ này con muốn làm một đứa trẻ để được chạy lại ôm chân mẹ khóc òa. Cứ mỗi lần con đi xa nhà vẫn mơ tới bóng quê nhà có mẹ già đang đợi. Mẹ nghèo quen với đồng sâu, quanh năm chỉ sắc áo nâu mặn mà, đã chịu cái cảnh hắt hiu lều lát thay nhà, da mồi tóc bạc thương tha đã từng. Con vẫn biết cứ nghèo là khổ, mẹ đã tìm cách sinh nhai khốn khó qua ngày. Bao năm chịu cảnh gạo chịu tiền vay, hết lo sách bút lại giày áo cơm. Thế rồi mẹ dẫn con đi học tay bồng tay dắt, đứa lớn chưa khôn loắt choắt thơ ngây. Tan học về mẹ ngồi tựa cửa, mẹ ngóng mẹ trông đứa đứa về dần. Mẹ nhìn thấy đàn con quây quýt súng quây quần, bát cơm mẹ nhịn để phần không ăn. Chỉ có dưa muối mà khó khăn mới có, của không ngon nhà khó cũng ngon. Cả đời mẹ sống vì con, ân đức ấy con còn nhớ mãi. Thế là mẹ tôi đã đi xa rồi. Nhìn đàn con mẹ chẳng nói gì, như kiểm từng đứa rồi âm thầm nhắm mắt. Cả đời mẹ đã trải mái tranh tường đất, nay có bát cơm thơm mẹ vội đi đâu. Mẹ ơi, quên sao được những cảnh
đông con sống thời bao cấp, bát gạo non mì rẻ sẻn chia đôi. Chúng con mong mẹ sống lâu hơn nữa, để một lần con phong áo đỏ cả nhà vui. Ước áo ấy không được nữa rồi, trong giây phút mẹ đã ra người thiên cỏ. Để từ mai khi chúng con về đến ngõ, chiếc ngõ này như con lại bước trong mơ. Con không thấy bóng mẹ ngồi chờ, chẳng còn nhìn thấy mẹ ngồi trên giường chải tóc. Ôi mỗi sợi bạc là một ngày cực nhọc, mẹ chẳng nghĩ về mình mà chỉ nghĩ đến các con. Dù sông có cạn, núi tàn có mòn, nhưng hình bóng mẹ vẫn còn trong tôi. Tôi nguyện ơn mẹ đời đời, vẫn là con mẹ, vẫn người nhà quê. Dù con đi suốt cả cuộc đời, cũng không bao giờ nghe hết những lời mẹ ru trong trái tim con. Lời mẹ ru con êm đềm như suối mát trong lành, để con khôn lớn đắp xây cuộc đời tươi sáng. Mong muốn lòng con từ bi, con thành người tài đức vẹn toàn. Chiều nay bao lá rơi bên thềm, mỗi khi thu về ấm áp cõi lòng con, luôn có mẹ kề bên. Lòng đài trao dâng bao niềm vui phía trước vắng đầy. Mùa du lan đến áo con cày hoa hồng thắm, vui sướng mẹ vẫn còn đầy, hạnh phúc nào được mãi bên mẹ. Giờ đây mẹ hiền đã xa con rồi, lòng con nức nở vẫn trào nỗi đau nghẹn ngào. Trời vào thu mùa du lan đến, con lại nhớ thương trên áo con thơ màu hoa trắng kia lệ rơi. Sắc hoa u buồn khiến cho lòng con tan nát, nhói đau tim này trong lòng chín chiều ruột đau. Mỗi du lan về áo con cài bóng hoa thắm, để du lan này con đã vắng mẹ mẹ ơi. Đau lắm con xin người trở nên hững hờ, giờ mẹ vẫn còn đây, hãy từ mẹ lớn mai một màu. Đừng chờ khi ngày sau mẹ mất ghi lời tiếc thương, bia đắng vô tri giờ đây con nghe gì đâu. Những ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Khắp thế gian này không gì sánh bằng mẹ đâu. Hãy yêu khi mẹ vẫn còn ở trên dương thế, vẫn xa mẹ hiền bây giờ con phải mồ côi. Giờ đây mẹ hiền đã xa con rồi, lòng
con nức nở chăn trào nỗi đau nghẹn ngào. Trời vào thu mùa du lan đến con lại nhớ thương, trên áo con thơ màu hoa trắng kia lệ rơi, sắc hoa u buồn khiến cho lòng con tan nát. Nhói đau tim này trong lòng chín chiều ruột đau, mỗi du lan về áo con cài bông hoa thắm, để du lan này con đã vắng mẹ mẹ ơi. Đau lắm con xin người trở nên hững hờ, giờ mẹ vẫn còn đầy ý hãy thương mẹ lớn mai một màu. Đừng chờ khi ngày sau mẹ mất ghi lời tiếc thương, bia đá vô tri giờ đây con nghe gì đâu. Những ai còn mẹ xin đừng, đừng làm mẹ khóc. Khắp thế gian này không gì sánh bằng mẹ đâu. Hãy yêu khi mẹ vẫn còn ở trên dương thế, vẫn xa mẹ hiền bây giờ con phải mồ côi. Mỗi du lan về áo con cài bóng hoa trắng, sắc hoa u buồn mắt con ước nhỏ lệ rơi. Thank you.
tìm lại những phút vui ngày âu thơ. Ai biết đêm nay tôi vẫn mong chờ tìm lại những phút. Không nói nên lời, mẹ yêu ơi, con nguyện sẽ nên mấy trăm đồng tình cảm trân trọng của đoàn về đến rước lễ vòng hoa.
thắp đèn đẹp tâm nhang để cùng cầu chúc cho công minh của cô an nghỉ dưới sức vàng, cô được thành thơi. Xin mời đại diện cho đoàn đi thắp nén tâm nhang để đoàn dành cho công minh phút lễ viếng. Các cụ, các bà thay mặt cho hội đồng ngũ
cùng hội và chị chính sách gia đình liệt sĩ của huyện Tam Phương. Khi nào cụ dự 20 tiết hội tuần đường, các cụ, ông, các bà trong hội đồng ngũ vừa là thân nhân của gia đình liệt sĩ ở huyện Tam Phương đã con nhắn tâm nhang đến để kính viếng gương mặt của cụ tôi. Thay mặt cho gia đình tổng tập cũng không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể có trong hội. Chúng ta là hữu ứng luôn anh khỏe và chúng tôi cũng là xin trong tham gia môi giới có những điều gì không đúng thì xin được các cụ, các ông, các bà là xin được những thứ. Giờ xin mời các cụ, các ông, các bà, các bác ta sơ ra trước chưa buồn cùng toàn thể tâm hiến. Xin trân trọng cảm ơn. Linh Tiến xin được trọng kính mời gia đình một lần không ra theo bà tục sắc cũng như về kinh tiến.
Kính thưa gia đình tăng chủ cùng gia quyến, kính thưa hương hồn cụ Hà Thị Dự. Cụ Hà Thị Dự sinh năm 1937, hội viên Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, sinh hoạt tại chi hội 4, xã Hồng Hà, là thân mẫu sinh ra đồng chí Nguyễn Khắc Hồng, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, sinh hoạt tại chi bộ 4, Đảng bộ xã Hồng Hà. Sau một thời gian lâm bệnh, được các y bác sĩ, thầy thuốc tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, song do tuổi cao, sức yếu, cụ không qua khỏi, đã vĩnh biệt chúng ta vào hồi 3 giờ 40 phút ngày 7 tháng 10 năm 2024, tức ngày 5 tháng 9 năm Giáp Thìn, hưởng thọ 87 tuổi. Sự ra đi của cụ là mất mát lớn đối với gia đình, dòng tộc và người thân, bạn bè, xa gần. Hôm nay, trong niềm tiếc thương vô hạn, chi ủy chi bộ 4 có ném hương thơm, có vòng hoa tươi đến thăm hỏi, chia buồn, kính viếng hương hồn cụ, cầu phúc cho cụ về với cõi tinh thần, về với tổ tiên đầy thanh thản, để tỏ lòng thành kính vĩnh biệt cụ một phút. Mặc niệm bắt đầu. Vâng, thay mặt cho bác thank you.
nắng mưa thay mùa, tự sinh vô thường. Giờ đây hôn mẹ lần cuối, trước khi vĩnh biệt dấu tan nát lòng. Cầu mẹ siêu lên đài hoa, nghiệp trần gian mẹ không còn mang. Tình mẹ con không hề quên suốt đời. À, thưa chị, là một người bạn đời của nhạc sĩ Giác An, thế thì chị có thể cho biết là anh Giác An sáng tác bài hát này trong cái tâm trạng như thế nào, cái cảm giác như thế nào, và chị đã chia sẻ đồng cảm như thế nào với nhạc sĩ Giác An? Giác An sáng tác bài hát này lúc mẹ của Giác An và Hiếu Ngọc mất được hơn 100 ngày để tưởng nhớ đến mẹ Hiếu Ngọc. Có nghĩa là anh chị rất là xúc động, chị đã cổ vũ để anh có những cái giai điệu thật là đẹp, và bản thân anh đã có những cái cảm xúc rất là tuyệt vời rồi, phải không ạ? Thưa chị, thì người ta vẫn thường nói là với một cặp vợ chồng nào rồi thì cũng sẽ có những lúc cơm không lành, canh nhẵn chẳng ngọt. Thế nhưng chị lại có một cái may mắn là có một người chồng có một cái tâm đạo rất là lớn. Gương mặt anh đã thể hiện được điều đó rồi, anh hiền lắm thưa quý vị, anh cười là biết anh hiền rồi. Thưa chị, thế thì đời sống vợ chồng của chị có cảm thấy là có những lúc sẽ không vừa lòng nhau, hay là chị cảm thấy hạnh phúc, hay là vừa lòng với anh Giác An, với một nhạc sĩ tài năng như vậy? Dạ, thưa tất cả quý La Thầy Phi và tất cả quý vị, thì trong cuộc sống vợ chồng thì không làm sao tránh khỏi những lúc sóng gió, cơm không lành canh không ngọt, nhưng rồi thì nó cũng sẽ qua đi. Nhưng mà nói gì thì nói, thì Hiếu Ngọc nói hôm nay, Hiếu Ngọc nói rất thật lòng là Hiếu Ngọc rất là hạnh phúc, rất là cảm thấy vui vì có được một người chồng có tài sáng tác những bài nhạc để đóng góp cho nền văn nghệ của Phật giáo được thăng hoa. Dạ, đôi mắt long lanh của chị đã nói là chị hạnh phúc rồi. Dạ, phải không ạ? Một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chúc hạnh phúc của anh chị mãi mãi thăng hoa như chị mơ ước. Một người đang gánh hàng rong, cơn mưa vẫn rơi, tiếng dao buồn lạc lõng trời vơi. Bao năm vẫn ngược xuôi, lòng vui thấy con thơ mỉm cười. Mưa ơi thôi ngừng rơi, để mẹ về con chút niềm vui. Ngày vui trong qua, chốn đô thành rực rỡ phồn hoa. Còn đây bóng dáng ai, thân heo gầy oằn gánh trên vai. Cho con bao ngày vui, mẹ cay đắng xót xa ngậm ngùi. Ôm con trong vòng tay, mẹ quên hết bao nhiêu mọi. Now
thành rực rỡ phồn hoa. Còn đây bóng ai thân heo gầy oằn gánh trên vai, cho con bao ngày vui mẹ cây đắng xót xa ngậm ngùi. Ôm con trong vòng tay mẹ quên hết bao nhiêu mỏi mệt. Với đôi gánh hàng rong nuôi lớn đời tôi từng ngày, khắc ghi mãi vào tim không phút nào quên. Trong đời linh sáng đến ngày hôm nay, các con xin kính thưa chân linh hồn của mẹ. Mẹ ơi, nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lần lần cũng chẳng phủ kín công cha. Ngày hôm nay đây 87 năm quả khúc mẹ đã cung tròn, mẹ thác về theo gót ông bà tiên tổ. Đứng trước linh sản của mẹ đến ngày hôm nay là toàn thể các con trai gái rể dâu, cùng anh em con cháu nội ngoại trên tàu trở về khắp tám trăm. Mẹ ơi, đêm hôm nay các con quyết một lòng, các con thờ kính mẹ cha, để cho các lòng yêu đào nàng con. Mẹ ơi, vẫn 87 năm qua quả khúc mẹ đã cung tròn, ngày hôm nay đây các con ví thừa công lao của mẹ như tầm lon cao thang, ví thừa như một đàn tình ca, lòng mẹ bao la hát hương đồng, để các con suốt đời ghi nhớ mãi, suốt đời các con mời ca bài. Mời các bác ở đây đi bộ hàng này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
miền
đến giờ để chu nhiệm để an táng những con đá cùng mà thì chỉ về nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt ban tổ chức lễ tang, tôi xin trân trọng kính mời hai giới các cụ cùng toàn thể nhân dân cùng toàn thể con cháu đồng ngoại hai bên linh sàng để ban tổ chức hoàn thành chu nhiệm an táng mai táng cụ Hà Thị Dư về nơi cuối cùng. Kính thưa toàn thể gia quyến, kính thưa cùng toàn thể gia đình, kính thưa hai giới các cụ cùng toàn thể nhân dân khu dân cư số 4. Cụ Hà Thị Dự sinh năm 1937, hưởng thọ 87 tuổi. Cụ là hội viên hội người cao tuổi sinh hoạt tại cụm dân cư số 4, xã Hồng Hà. Do tuổi cao sức yếu, cụ đã tạ thế vào hồi 3 giờ 40 phút ngày 7 tháng 10 năm 2024, tức ngày 5 tháng 9 âm lịch. Năm Giáp Thìn, hôm nay trong niềm thước thiêng vô hạn, chính quyền, ban công tác mặt trận, hai giới các cụ cùng toàn các ban ngành đoàn thể và nhân dân cụm dân cư số 4, có lẽ hương thơm vòng hoa tươi đến chưa buồn kính viếng hương hồn cụ và làm lễ truy điệu lễ an táng lễ mai táng tiến đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang thôn Bá Nội, xã Hồng Hà. Thay mặt ban tổ chức lễ tang, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Tư, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận lên thắp hương tưởng niệm. Thay mặt ban tổ chức lễ tang, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Đạt, chi hội trưởng hội người cao tuổi lên thắp hương tưởng niệm. Tổ chức lễ tang, lễ tang tôi xin trân trọng giới thiệu cụ Đỗ Thị Gái thay mặt cháu gái lên thắp hương. Thay mặt hội cựu chiến binh cụm dân cư số 4, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Bận lên thắp hương tưởng niệm. Hội nông dân cụm dân cư số 4, chúng xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Minh lên thắp hương tưởng niệm. Thay mặt hội phụ nữ cụm dân cư số 4, tôi xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Phỏng lên thắp hương tưởng niệm. Đại diện ông Nguyễn Văn Cường, đại diện cho người cầm sinh lên thắp hương tưởng niệm. Lời điếu. Kính thưa gia đình chủ yếu cùng toàn thể gia quyến, kính thưa vong linh hồn cụ Hà Thị Dự. Cụ Hà Thị Dự sinh năm 1937, hưởng thọ 87 tuổi. Cụ sinh ra trong một gia đình thuần nông dưới thời Pháp thuộc, phong kiến thực dân, cùng chung cảnh đói khổ như bao gia đình khác. Cách mạng tháng 8 thành công, gia đình cụ nào luôn gương mẫu vào hợp tác xã nông nghiệp, tích cực tham gia lao động sản xuất xây dựng quê hương ngày nay. Cụ cùng gia đình luôn chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tính hiền lành giản dị, cụ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, được nhân dân tin yêu kính trọng. Các con trai gái của cụ đều trưởng thành, các cháu chắt nội ngoại đều ngoan ngoãn chăm chỉ học hành. Với gia đình cụ là một người vợ sống chung thủy chung mẫu mực và đầy trách nhiệm, cuộc đời của cụ là tấm gương sáng để con cháu học tập.
Kính thưa hương hồn cụ Hà Thị Dự mất đi, chính quyền và nhân dân cùng dân cư số 4 mất đi một công dân đầy tận tụy, nhiệt tình, đầy trách nhiệm. Hội người cao tuổi mất đi một đội viên tích cực, giàu kinh nghiệm, hàng xóm láng giềng mất đi một người thân sống có tình có nghĩa, sống khổ cùng nhau. Gia đình mất đi một người cụ, người bà, một người mẹ đáng kính, thân thương, nhường nhịn, bao dung và đầy nghị lực. Cả cuộc đời của cụ vì cháu, cụ mất đi để lại mất mát lớn đối với gia đình, nội ngoại, người thân và dòng tộc. Sau theo hóa của quy luật, kính mong cụ luôn phù hộ độ trì cho các con cháu luôn mạnh giỏi, tích cực góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong giờ phút vĩnh biệt, vong linh hồn cụ trên toàn thể gia đình gia quyến, cụ cho phép chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất của chi ủy, chi bộ, ban công tác mặt trận cùng chính quyền, cùng dân cư số 4, chi hội người cao tuổi, cùng toàn các ban ngành đoàn thể và nhân dân cụm dân cư số 4. Trước vong linh hồn cụ, chúng tôi xin hứa đoàn kết thống nhất cùng nhau xây dựng chính quyền cụm dân cư ngày càng vững mạnh. Cầu nguyện cho cụ về nơi suối vàng, nơi yên giấc ngủ ngàn thu đầy thanh thản. Trước linh cứu của cụ, chúng tôi xin một phút mặt niệm bắt đầu. Sau đây, ban tổ chức lễ tang xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Khắc Mai đại diện cho dòng tộc lên phát biểu. Kính thưa hai giới cao tụ, kính thưa các ông, các bà, đại diện cho cấp ủy, chi bộ, ban công tác mặt trận, cụm trưởng cụm dân cư, các ông bà đại diện cho các chi hội, chi đoàn cùng đồng dân cụm dân cư số 4, cụ Hà Thị Dự sinh năm 1937. Sau một thời gian lâm bệnh, được gia đình, con cháu chăm sóc, sau khi tuổi cao sức yếu, vật đổi sao rời, cụ đã từ trần hồi 3 giờ 40 phút ngày 7 tháng 10 năm 2024, tức ngày 5 tháng 9 năm Giáp Thìn, hưởng thọ 87 tuổi. Hôm nay, chi bộ vì chi bộ, ban công tác mặt trận, các ban ngành đoàn thể, cụm dân cư số 4 có vòng hoa thắm, nén nhang thơ đến làm lễ chi liệu và tiễn đưa cụ Hà Thị Dự về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Trong giây phút gia đình xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà đại diện cho cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận, cụm dân cư số 4. Gia đình có những không thể tránh khỏi những sơ suất, kính mong các cụ, các ông, các bà được lượng thứ. Thay mặt gia đình, dòng tộc, chúng tôi một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Thank you.
Thank you.
kỷ niệm số 1. Xin phép sơ kỷ. Bạn thể chức với những việc sự phép đã bắt đầu và tưởng. Kính thưa vương của Hàng Thế Dự, kính thưa gia đình tăng chủ của các vị quý khác, thay mặt cho tập thể cán bộ công nhân viên tại Hóa Thân Kinh Hàng, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới đoàn thể gia đình tăng chủ. Tôi cùng sẻ chia và nói đến nỗi niềm tiếc thương lòng kính yêu vô hạn trước linh cữu của cụ. Xin cầu chúc cụ an sức ngàn thu, linh hồn đã cử nguyên được vị dù tiền tài vững bền cụ sẽ để ý tất cả chúng ta tin cậy nghiêng mình dành phút cúi đầu tiễn biệt cụ phút mặc niệm bắt đầu. Thưa quý vị, đây là quốc sinh của Hóa Thân Dân.
Nhưng mà gia đình sẽ phát hương vô cùng như thế để tạm dừng được sau này có tương ký hạng người về thật.
thánh nhuộm bạc tháng ngày. Mẹ tôi đau buồn nặng chiếu đôi vai, bao năm nuôi đàn trẻ thơ nhỏ dài, cầu mong con mình có một ngày mai. Mẹ tôi nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn, mẹ tôi mỉm cười nhìn bóng con ngoan, không than không phiền dù lâm hoạn nạn, lòng mong con lòng người mong ước ngày sau.
tiếp độ Quảng Ninh, huyện Kỳ Vĩ, Hà Thị Dương, huyện Thị Dư, an táng tại trại Phá Nghĩa Trang, đồng chí hồn phách được quân an, hóa sinh hàng mai, con cháu người Trần Văn Thị diện cục Lan Chi, việc âm chưa thường, việc dương chưa tỏ, nhất tội nhất xá, vạn tội vạn xá, tiếp đỏ độ Quảng Ninh cụ thể và gia đình, con cháu điện thắp nhân dân, cố gắng một ngày ba bữa, một tháng đôi tuần, xuân hạ, bốn mùa, tiếp. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu. Ai ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng, công đức sinh trầm